Trở về câu lạc bộ sau màn tỏa sáng ở đội tuyển Bồ Đào Nha với 4 bàn trong 2 trận, Ronaldo tiếp tục giải cứu Al Nassr trong trận đấu với đối thủ ở giữa bảng điểm. Phút 56, khi tỷ số đang là 1-1, tiền đạo 38 tuổi đứng trước chấm đá phạt ở cự ly 27m. Anh sút trái phá vào góc cao, khiến thủ thành Mustafa Zeba đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới. Ronaldo và Talisca đều ghi bàn đá phạt, giúp Al Nassr thắng trở lại. Đây là bàn đá phạt thứ 61 trong sự nghiệp của Ronaldo và là bàn thứ 50 ở cấp câu lạc bộ. Lần gần nhất anh làm điều này là khi khoác áo Bồ Đào Nha ở trận gặp Liechtenstein hồi tháng 3. Sau bàn này, Ronaldo còn kém Lionel Messi 4 bàn đá phạt và đứng thứ 9 trong danh sách các chân sút phạt hay nhất mọi thời. Đây cũng là bàn thứ 9 của Ronaldo trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 5 bàn cho Al Nassr. Trừ trận hòa Abha 2, 2 vòng trước, siêu sao người Bồ Đào Nha đều nổ súng. Trong mùa này, Ronaldo đã ghi 11 bàn sau 9 trận ra sân cho Al Nassr ở Saudi Pro League. Trận này, Al Nassr chơi lấn lướt nhưng không thể bẻ gãy hàng thủ đối phương trong hiệp 1. Ronaldo đưa được bóng vào lưới Damac ngay phút thứ 5 nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị. Phút bù thứ 2, sau khi ngăn cản pha đi bóng của Ronaldo, Damac phản công sắc bén khi cậu cầu thủ Tottenham Hotspur Roger Kevin Nkuto phá bẫy việt vị rồi đánh bại thủ thành Ra Al Nassr trong pha đối mặt. Bàn thua bất ngờ khiến Al Nassr bước vào giờ nghỉ với tâm lý nặng nề. Đầu hiệp 2, Ronaldo đánh đầu tung lưới Damac sau quả tạt của Sadio Mane nhưng một lần nữa bị từ chối vì việt vị. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn, các ngôi sao của đội chủ nhà lên tiếng. Phút 52.